trong chương trình thời sự của ngày hôm nay chúng tôi xin được chuyển đến quý vị những thông tin mới nhất sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tin chấn động theo lời khai lạnh gáy của tên nguyễn thanh nghị bộ trưởng bộ xây dựng con trai cả của tên cáo già tình báo hoa nam nguyễn tấn dũng về kho vũ khí của bọn tình báo hoa nam được cất giấu tại hà nội và chờ cơ hội đảo chính cướp chính quyền Việt Nam của tên bà Dũng, ngay lập tức Đại tướng Phan Văn Giàng trực tiếp hạ lệnh phải áp giải tên Nguyễn Thanh Nghị chỉ đường đến khu vực được cho là kho vũ khí của bọn Hoa Nam Cục đã vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam trái phép trong thời gian dài vừa qua. Thưa quý khán giả và các bạn, về tội bán nước của những tên Lê Chiêu Thống thời đại, có thể nói là tàn ác và giả mang hơn nhiều thời Lê Chiêu Thống thời xưa cho nên việc đại tướng Phan Văn Giang cùng với tú trụ phải gấp rút để tiêu diệt hết những tay chân này, không thì đất nước Việt Nam của chúng ta, không sớm thì muộn cũng sẽ thuộc về tay của Trung Quốc. Như chúng ta đã biết trong lịch sử, Lê Chiêu Thống là một nhà vua đã tự biến mình thành kẻ cộng rắn cắn nhà nhà, để rồi cuối cùng thì phải đón nhận một kết cục bi thảm. Và đương nhiên, những tay chân tình báo bán mình cho giặc ngày hôm nay cũng phải nhận được một cái kết cục bi thảm không thua kém gì Lê Triều Thống. Như chúng ta đã biết trong lịch sử, vào cuối năm 1788, khi mà lợi dụng hành động rước vôi dày mã tổ của vua tôi Lê Triều Thống, thì nhà Thanh đã phái tổng đốc lượng Quảng Tôn Sĩ Nghị mang đến 290.000 quân xâm lược nước ta. Còn trong thời đại ngày nay thì trong thời gian mà tên Nguyễn Tấn Dũng giữ chức Thủ tướng nước Việt Nam trong hai nhiệm kỳ đã có dư thời gian để tên bay dũng này thâu tóm được quyền lực cũng như là tạo thế lực cho một chế độ mới cái chế độ mà người dân việt nam sẽ không còn sự lựa chọn và phải quay về chế độ độc tài cá nhân để dễ dàng thuận phục tàu cộng hơn và việc dùng bút cũng như là con dấu của chính phủ để thông qua và phê duyệt việc mua và nhập vũ khí cho quân đội Việt Nam. Trong khi giữ chức vụ thủ tướng trong hai nhiệm kỳ, là một điều rất dễ dàng. Điều này đã được tên Ba Dũng cũng như đồng bọn hả hề vì một mũi tên đã trúng được đến hai con nhạn khi mà số tiền thế nhân dân Việt Nam đóng góp cho nhà nước lại chảy vào túi của bọn Tàu Cộng thông qua việc thu nhập vũ khí, mua vũ khí từ Trung Quốc cũng như là những nòng súng để một ngày nào đó những hồng súng này sẽ chĩa vào chính trái tim của những người dân những đồng tiền chân chính của người dân này đã được đưa vào túi của những tay chân tình báo Hoa Nam Trung Quốc khi mà chúng cho rằng những số tiền này sẽ được mua vũ khí để bảo vệ tổ quốc, nhưng thật ra chúng đã mua vũ khí để chuẩn bị cho một ngày đảo chính. Còn việc chia rừng dân đảo sẽ đất thì đã nhàn nhãn như cướp giữa ban ngày, không cần phải che giấu như việc cất giấu vũ khí. Những khu vực trọng điểm và là nút thắt cho sự tồn vong của đất nước Việt Nam đã thuộc về Trung Quốc dưới danh nghĩa cho thuê đất dài hạn để đầu tư phát triển kinh tế hay còn gọi là đặc khu kinh tế. Mô hình đặc khu làm theo kiểu thăm quyến của Trung Quốc, Việt Nam đã học theo, có cái bối cảnh đặc thù lịch sử. Trong khi ngày nay, môi trường kinh tế liên thông của thế giới đã đổi khác, do đó thì rất khó có thể nói việc tiến hành các đặc khu và Việt Nam cho Trung Quốc thuê đất lâu dài tới 99 năm như nhà nước đang đề ra sẽ thành công hay không. Theo một nhà nghiên cứu từ Đại học Quốc gia của Việt Nam cho rằng, điều khoản phòng ngừa hầu dĩ có thể cứu xét và thay đổi được hợp đồng, giao gèo cho thuê đất đặc khu cứ 5 năm và 10 năm một lần. Do thời hạn thuê đất được đề nghị là quá lâu dài, một kinh tế gia, nhà phân tích từ California, nói tọa đàm với chúng tôi. Thưa quý thính giả, những kẻ nội thù như là những tên thái thú thời đại sát Việt hồn tàu phù của tập đoàn Việt Giang Ba Dũng, bất nhân loại, bán dân bán nước, liên minh ma quỷ Hùng Dũng Sang, nhưng thật sự không hề Hùng Dũng Sang như tên gọi của bọn chúng. Một bọn hán hóa đàn áp lòng yêu nước và bán tài nguyên đất nước cho Trung Cộng. Thưa quý thính giả, nếu như nói đến mất đất cho Trung Cộng thì chúng ta không thể nào quên việc mất đất tại ải Nam Quang, thác bản dốc, bãi tục lãm và những bô xít Tài Nguyên, đồng đồ đại phố, đảo Gạt Ma, đỉnh Lão Sơn. Không khó để thấy thêm những bằng chứng cho thấy, phần lớn những tay chân trong dàn lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ trước, chứ. chứng thực là những tên lê triều thống. Đầu tiên là bản tuyên bố chung 10 điểm quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam giữa ông tập cận bình tổng bí thư đảng cộng sản trung cộng và trương tấn Sàng. tiếp sau đó để đền đáp công ơn hiểm độc trên của trung cộng thì ông phùng quang thanh thời đó làm đại tướng ủy viên bộ chính trị trung mương đảng bộ trưởng bộ quốc phòng đã thay mặt quân đội nhân dân việt nam khẳng định tại buổi họp mặt kỷ niệm ngày thầm lộc giải phóng trung quốc tại bộ quốc phòng việt nam chúng tôi luôn trân trọng ghi nhớ và mãi biết ơn sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa to lớn có hiệu quả mà đảng, chính phủ, nhân dân và quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã dành cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Tiêu biểu cho tư tưởng chiến lược của quân đội nhân dân Việt Nam thì ông Trần Đăng Thanh, đại tá, phó giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo ưu tú thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Bộ Quốc phòng trong một buổi giảng bài tại trường cao đẳng cộng đồng Hà Tây đã phân tích trong những năm kháng chiến chống Pháp, những năm chống Mỹ, nhân dân Trung Quốc, nhà nước Trung Quốc đã từng nhường cơm sẻ áo dành cho chúng ta từ hạt gạo từ khẩu súng từ đôi dép để chúng ta giành thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp và thắng Mỹ. Như vậy ta không quên họ đã từng xâm lược chúng ta nhưng ta cũng không được quên họ đã từng nhường cơm sẻ áo cho chúng ta. Ta không thể là người vong ơn bội nghĩa. Đấy là đối với Trung Quốc hai điều không được quên. Thứ ba, những bằng chứng mất biển đảo, đất đai khắp nơi được tóm tắt như sau. Tài liệu cho thấy vấn đề biên giới giữa Việt Nam và Trung Cộng. Đã được nhà xuất bản sự thật Hà Nội ấn hành xác nhận thác bản dốc là của Việt Nam. Nhưng lại một lời phát biểu không ông Mai Thái Lĩnh về vấn đề này như sau. Bài viết của tôi vừa rồi có nhan đề là sự thật về thác bản dốc. Thật ra không phải tất cả đều là ý kiến của tôi mà đây có thể nói là một công trình tập hợp tất cả những bằng chứng mà nhiều bài viết trước đây nhiều người đã viết trong vòng khoảng chục năm này để chứng minh thác bản dốc hoàn toàn là thuộc về việt nam trong đó đáng kể nhất là một nhà nghiên cứu ở pháp ông trương nhân tuấn một việt kiều sinh sống ở pháp ông đã sưu tập được rất nhiều tài liệu thành văn về quá trình ký kết và cắm mốc giữa hai bên giữa pháp và nhà thành còn ở trong nước thì ý kiến ví dụ như ông Hàng Vĩnh Diệp, một đảng viên đảng Cộng sản và là một cán bộ khu trí. Ông này đã từng 7 lần đến thăm Thác Bạn Dốc, từ năm 1958 cho đến 2016, và có lần từng ở lại đây đến một ngày một đêm ở bờ bắc của sông Quay Sơn. Địa điểm này bây giờ theo như tác giả viết đã thuộc về lãnh thổ của Trung Quốc rồi. Tất cả những luận điểm của các tác giả nói trên vẫn còn một số điểm chưa thật chính xác, vẫn còn những lỗ hỏng khiến cho toàn bộ chưa có tính chất thuyết phục. Khó khăn lớn nhất là thiếu những bản đồ chi tiết để giải thích rõ trước đây đường biên giới như thế nào và hiện nay đường biên giới thay đổi ra sao, nhất là ở cột mốc số 53. Vừa rồi, trong quá trình nghiên cứu, tôi tìm được một số bản đồ, đặc biệt là qua mạng Internet, tôi tìm được hai tờ bản đồ, tỷ lệ là 1 trên 50 000 Một là bản đồ của quân đội Hoa Kỳ, in năm 1965, và một là của quân đội nhân dân Việt Nam, in năm 1980. Hai bản đồ này về cơ bản thì địa hình rất giống nhau, chỉ có khác là tờ bản đồ của Việt Nam, thì Việt Nam đã bị khóa và điều chỉnh một số điểm, nhất là địa danh. Quan trọng nhất là hai tờ bản đồ này có ghi rõ tọa độ địa lý và có những vòng cao độ và trong đó đặc biệt là có ghi rõ các cột mốc nằm ở đầu cho nên tôi nghĩ rằng những người có trình độ về bản đồ học có thể căn cứ vào cái này để xác định tọa độ các cột mốc một cách hết sức chính xác ngoài ra thì cũng còn có một tờ bản đồ chi tiết về đường biên giới mới tờ bản đồ này sở dĩ có được là vào cuối năm 2011 có một đoàn nhà văn quân đội đã lên thăm đồn biên phòng Đàm Thủy ở gần thác Bản Dốc và chụp ảnh lại bản đồ chi tiết về đường biên giới này. So sánh mấy tờ bản đồ với nhau thì chúng ta thấy rõ ràng là cột mốc 53 đã bị dời đi, đường biên giới bị sửa đổi và do vậy nên ta mất đi một nửa thác chính của thác Bản Dốc. Cho nên có thể nói là với những tư liệu này chúng ta đã chứng minh được các bản dốc trước hoàn toàn là của Việt Nam, nhưng hiện tại thì đã thuộc về Trung Quốc. Và tất cả những điều này thì rất ăn khớp với tất cả những tư liệu về địa lý trước đây của nước ta, cũng như ăn khớp với những điều mà trong bản bị vong lục là Bộ Ngoại giao Việt Nam đã công bố trong cuốn sách Vấn đề biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Do chính nhà xuất bản sự thật xuất bản vào năm 1979, có thể nói là tất cả rất có hệ thống và rất chính xác đã chứng minh rằng thác bản dốc là hoàn toàn thuộc về Việt Nam. Nhưng ngay sau khi cái thời mà ông Nguyễn Tấn Dũng lên làm thủ tướng thì lại thừa nhận là đã mất thác bản dốc. Vì trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo chí, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao thời đó là ông Vũ Dũng, cũng là trưởng đoàn đàm phán biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, đã tìm mọi cách để biện minh cho việc cắt đất dân biển cho Bắc Kinh và thú nhận ta à đã để mất thác bản dốc và ải Nam Quang nóng đại tướng Phan Văn Giang giao mật thư và tuyên bố nếu ai gây khó khăn và có tinh thần bất hợp tác trong chiến dịch tri bắt ba ít sẽ bị bắt ngay và đưa về trung ương chờ xử lý kính thưa quý vị và các bạn như trong bản tin trước chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn thì sau khi đến nơi không kịp nghỉ ngơi đại tướng phan văn giang đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với bí thư tỉnh ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trong cuộc họp báo này đại tướng phan văn giang đã gửi một bức thư được đóng dấu tuyệt mật và cho cấp dưới của mình dùng xe chuyên dụng chuyển bức thư hỏa tốc tới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng. Ngoài bì thư có ghi nội dung yêu cầu, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Quân sự cùng một số các tướng lĩnh trong quân khu chính đang đóng quân tại đây phải tới Ủy ban Nhân dân tỉnh tham dự cuộc họp ngay lập tức. Trong cuộc họp này, các quan chức cấp cao của tỉnh Sóc Trăng đã có mặt đầy đủ đại tướng phan văn giang đã chủ trì cuộc họp và thông báo với các lãnh đạo cấp cao của tỉnh là được lệnh của tổng bí thư nguyễn phú trọng cùng các quan chức cấp cao của chính phủ điều động vào đây để thực hiện một chuyên án về buôn bán kim cương và dược phẩm giả nên mong là các đồng chí ở đây hết lòng giúp đỡ để nhanh chóng phá cho được chuyên án này tướng giang còn nói tiếp là trong thời gian phá án thì yêu cầu các quan chức và bộ chỉ huy quân sự cùng với các nhân viên trong ngành tham gia trực tiếp vào chiến dịch phá án, không được dùng mạng Internet và điện thoại di động, chỉ được sử dụng các bộ đàm của Bộ Quốc phòng trong những việc cần thiết để trao đổi. Vì đây là một chuyên án lớn nên chúng tôi lo ngại trong hàng ngũ của chúng ta có nội gián sẽ làm bức dây động rừng và thông báo cho bọn buôn lậu này bỏ trốn. Nhưng mà khi nói tới đây thì một số quan chức đã không đồng tình với những gì mà Đại tướng Phan Văn Giang đã đề ra. Nhất là ông Bí Thư tỉnh ủy đã phản đối kịch liệt việc làm của tướng Giang. Ông nói rằng chỉ có một chuyên án buôn lậu kim cương mà các ông phải làm ảnh hưởng tới cả một tỉnh thành như vậy là không đồng ý. Cũng may là Đại tướng Phan Văn Giang, một người có đầy đủ kinh nghiệm chiến trường và thần cơ dự đoán nên đã đoán được trước các tình hình có thể sẽ xảy ra không em xuôi thuận lợi. Vì ở đây là địa bàn và có rất nhiều đàn em thân tính của bà Ít. Nằm trong bộ máy chính quyền tại tỉnh này, Đại tướng Phan Văn Giang không nói gì mà chỉ đưa ra một tờ giấy có đóng dấu tuyệt mật của chính phủ. Trong tờ giấy chỉ ghi vẹn vẹn mấy chữ. Khi đưa cho các quan chức, sau khi đọc qua nội dung của bức mật lệnh thì ai nấy im lặng và không còn dám có ý kiến gì cả. Về phần nội dung của mật thư được ghi như sau, thư yêu cầu các đồng chí lãnh đạo và các quan chức của các tỉnh thành trong lãnh thổ Việt Nam. Tứ trụ, ủy nhiệm cho Đại tướng Phan Văn Giang, theo lệnh của chính phủ, truy bắt nhóm tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, có liên quan đến an nguy của đất nước, nên các đồng chí đọc được lá thư này, yêu cầu các đồng chí hãy làm theo mệnh lệnh của Đại tướng Phan Văn Giang. Nếu có ai gây ra khó khăn cản trở, hay là chống lại lệnh này, thì bắt ngay lập tức, để đưa thẳng về Trung ương và chờ xử lý Ký tên Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Vậy nên sau khi mọi người xem xong bức thư Thì tướng Giang đã yêu cầu các lãnh đạo bàn giao điện thoại của mình Vào một cái thùng kính được bảo mật tuyệt đối Và mỗi người đã được phát tạm thời một bộ đàm được kết nối mạng riêng của Bộ Quốc phòng Để trao đổi trong những công việc cần thiết Kính thưa quý vị, 3X là một tên tình báo rất nguy hiểm ông chính là người đã bán mình và bán cả non sông đất nước việt nam cho giặc tàu ông nguyễn tấn dũng thật ra là một người hán tộc tuy vẫn còn những tranh cãi về nguồn gốc của ông của người hán nhưng hầu như tất cả các nhà nghiên cứu đều thống nhất ở một điểm quan trọng một dân tộc mà kim tính hay thôn tính tức là xâm chiếm cướp đoạt đất đai của người khác và biến thành của mình đã trở thành một thứ bản năng hay là một lẽ sống từ hàng ngàn năm nay lịch sử hình thành và phát triển của trung hoa đại hán là lịch sử của những cuộc chiến tranh xâm lược thôn tính lãnh thổ và đồng hóa các dân tộc khác đối nghịch với trung quốc lịch sử việt nam là lịch sử của một công cuộc dựng nước và giữ nước và đối tượng mà người việt nam thường xuyên phải đương đầu để bảo vệ đất nước chẳng phải ai khác mà chính là người láng giềng phường bắc kìa hơn hai thế kỷ trước napoleon từng nói trung hoa là một con sư tử đang ngủ hãy để cho nó ngủ, bởi khi thức giấc, nó sẽ làm thế giới rung chuyển. Và sau thế kỷ ô nhục kéo dài từ thế kỷ 19 sang thế kỷ 20, thời kỳ mà Trung Quốc hết bị phương Tây sâu xé, lại đến Nhật Bản xâm lược. Đường lưỡi bò do chính quyền tưởng giới thạch tưởng tượng ra trên Biển Đông đã đánh dấu sự thức tỉnh của con sư tử Trung Quốc ngay khi quốc gia này còn đang trong cơn biến loạn của cuộc nội chiến quốc cộng. Mao Trạch Đông từng khẳng định trong một cuộc họp của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1965, chúng ta phải dành cho được Đông Nam Châu Á, bao gồm cả miền Nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Malaysia và Singapore, một vùng như Đông Nam Châu Á rất giàu, ở đấy có nhiều khoáng sản, xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy. Vào năm 2009, một viên tướng Trung Quốc thẳng thừng đề nghị với Mỹ là nên chia đôi Thái Bình Dương với họ và đến năm 2015, Hoàng Cầu Thời Báo, một ấn phẩm của nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã lên tiếng đòi Trung Quốc phải chuẩn bị chiến tranh, hất cận Mỹ để trở thành bá chủ của thế giới. Và chiến lược thôn tính Việt Nam của Trung Quốc, Trung Quốc chưa bao giờ nguôi nhã tâm thôn tính Việt Nam. Ngay trong thời kỳ trăng mật của mối quan hệ Việt-Trung, vừa là đồng chí vừa là anh em, thì họ đã lợi dụng việc vẽ bản đồ giúp Việt Nam để dịch chuyển đường biên giới, lợi dụng việc đưa quân sang giúp Việt Nam làm đường để tàn phá di tích, cảnh quan và long mạch của Việt Nam. Vào tháng 6 năm 2014, khi nói chuyện với các nhà lãnh đạo Việt Nam, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì thậm chí còn thúc giục đứa con hoàng đàn Việt Nam trở về nhà. Để tiến tới ngôi vị bá chủ thế giới thì hướng bành trướng hạ dị nhất của Trung Quốc là về phía Nam, nơi Việt Nam đã chướng ngày đầu tiên cần phải vượt qua. Điều này càng khiến họ quyết tâm thông tính dài đất hình chữ S. Vì thế, song song với kế hoạch thông tính Việt Nam về kinh tế và văn hóa, các ông chủ Trung Nam Hải đã đề ra kế hoạch thông tính Việt Nam về quân sự. Rút kinh nghiệm từ các cuộc xâm lược trong quá khứ mà gần nhất là cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, Trung Quốc đang hướng đến một cuộc chiến với Việt Nam mà các buổi tấn công chủ yếu không chỉ nằm ở biên giới phía Bắc như trước kia, với điều kiện của kỹ thuật chiến tranh hiện đại đặc biệt là khai thác triệt để các nhân tố Trung Quốc trong ban lãnh đạo Việt Nam, Lào, Campuchia. Chiến lược của Bắc Kinh là tạo ra nhiều gọng kìm, hồng bao vây và siết chặt Việt Nam từ mọi phía. Biên giới phía Bắc, biên giới Lào Việt, biên giới Campuchia Việt Nam, biên giới và vùng Duyên Hải Việt Nam. Một khi chiến lược này triển khai thành công, thì Trung Quốc chưa đánh và thắng. Đó chính là kế thượng sách của họ. Để thực hiện hóa mưu đồ này thì một mặt Trung Quốc tìm cách chiếm lĩnh những vị trí sung yếu về an ninh, quốc phòng dọc theo bờ biển Việt Nam thông qua các dự án kinh tế trá hình, chẳng hạn như là Vũng Án, Hà Tĩnh, Cửa Việt, Quảng Trị, Lăng Cô, Thừa Thiên Huế, Hải Vân, Đà Nẵng hay là Vĩnh Tân, Bình Thuận. Đây là những địa điểm vừa thuận tiện cho việc đổ bộ, vừa thuận lợi cho việc chia cắt Việt Nam thành nhiều phần. Mặt khác, họ thuê các khu rừng đầu nguồn ở các tỉnh sung yếu giáp biên giới Việt Nam với Trung Quốc Lào và Campuchia, đồng thời thiết lập các căn cứ quân sự trá hình trên đất Lào và Campuchia, gần với biên giới Lào Việt và Campuchia Việt Nam. Trên Biển Đông thì sau khi đã nuốt chửng Hoàng Sa và một phần của Trường Sa, họ thực thi kế sách tầm ăn dâu, hồng ngậm nhắm dần Trường Sa, đồng thời quân sự hóa các đảo trên Biển Đông để hình thành các căn cứ quân sự liên hoàn nhằm bao vây Việt Nam và khống chế hoàn toàn Biển Đông. Khi thời cơ đến thì Việt Nam suy yếu, hoặc là xảy ra chính biến. Tinh thần phản kháng của người Việt bị vô hiệu hóa trong bối cảnh ban lãnh đạo Việt Nam bị Bắc Kinh khống chế, thao túng và ra sức đàn áp nhân dân. Họ sẽ ra tay thâu tóm nốt phần còn lại ở Trường Sa. Từ năm 2010 thì các doanh nghiệp của Hồng Kông và Đài Loan, Trung Quốc đã thuê dài hạn 50 đến 70 năm trên 264.000 hecta đất rừng đầu nguồn tại một loạt tỉnh như là Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Định, Côn Tôn và Bình Dương để trồng rừng nguyên liệu. 87% con số này nằm ở những vị trí sung yếu hay là giáp với biên giới. Đại tá Quách Hải Lượng, nguyên tùy viên quân sự Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh đã nhận định Trung Quốc rất giỏi trong việc xâm chiếm bằng cách làm đường. Làm đường đến đâu xâm chiếm đến đấy, di dần đến đấy. Họ bu tính là một con đường suốt từ Vân Nam đi dọc lao xuống tầng Tây Nguyên. Mà ở đoạn cuối Tây Nguyên thì Campuchia và Lào cho họ thuê đất tới 55 năm. Như vậy thì cả khu vực sẽ gần như là đất của họ. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự của chúng tôi ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến và tình hình mới nhất trong chiến dịch truy bắt tên tình, tình báo Hoa Nam 3 ít này và gửi đến cho quý vị khi có được những thông tin mới nhất xin kính chào và hẹn gặp lại